position absolute ấy, thì nó là một cái position mà rất là đặc biệt và áp dụng rất nhiều trong cái việc mà khi chúng ta đi làm, nhưng mà không phải lúc nào các bạn cũng sẽ hiểu rõ. Thì mình thường thấy là các bạn sẽ ghi là absolute phải đi liền với relative, nhưng mà còn thực tế thì sao, đúng không? Ở đây là mình sẽ tạo cho các bạn một cái thẻ parent có hai cái dòng chữ, đúng không? Hai cái dòng chữ này thì nó đại diện cho cái nội dung, và ở đây mình sẽ để một cái khối child. Đấy, thì chúng ta cùng xem demo CS nhé. Phần này thì mình sẽ trang trí cho khối cha, nó sẽ có một cái là 300 nhân 300, đúng không? Có một cái margin là 100. Đây. Đúng không? 300 nhân 300 và margin 100 có nội dung chữ. Và đồng thời ở đây mình sẽ tắt đi những cái thuộc tính ẩn của nó để tí nữa chúng ta cùng xem rõ hơn. Rồi. Đấy. Cụ thể hơn thì nó sẽ là như này. Ok chưa ạ? Rồi, vậy thì absolute nó là gì? Absolute thì sẽ giúp cho cái phần tử con, tức là cái khối màu đỏ này, nó sẽ căn theo đường viền của thằng common cha, tức là cái thẻ cha ấy. Ở đây, bốn cạnh của thẻ cha đúng không? Đây. Rồi, thì đầu tiên mình sẽ cho một cái là position absolute vào đây. Absolute, và mình sẽ để là top 0. Thì như các bạn sẽ hiểu là ok, thằng này sẽ căn theo thằng cha đúng không? Nhưng mà thực tế thì khi chúng ta nhìn thấy thì nó lại căn theo cái window, tức là cái khung khung viền màn hình. Tại sao nó lại như thế? Thì đơn giản thôi. Cái ông position absolute này ấy, nó chỉ căn theo với thẻ cha, nhưng mà với điều kiện là cái thẻ cha này này nó cũng phải có position. Còn hiện tại cái position mặc định của parent này ấy, nó đang là static. Bạn nào đã xem video về relative thì sẽ hiểu rõ, ok nhỉ? Đấy, vậy thì cộng một câu hỏi đặt ra là nếu như mà để position là relative, nhất thiết phải relative hay là mình phải để position absolute hay là fixed được không? Ok, vậy thì mình sẽ cùng nhau thử nha. Position ở đây là mình sẽ cho relative, đúng không ạ? Thì các bạn thấy không? Khi mà chúng ta để position relative ở thằng cha, đúng không? Lập tức là khối đỏ sẽ căn theo ngay, nó không còn căn theo window nữa. Đúng không? Vậy thì bây giờ đặt ra câu hỏi là nếu như bây giờ đặt position là absolute, liệu rằng nó có ăn hay không? Đấy, thì chúng ta cùng xem nhé. Nó vẫn ăn, đúng không? Thế còn fixes cũng ăn luôn, được chưa? Cũng ăn. Thì chúng ta có thể đưa ra một cái kết luận là cái position absolute ấy, là cái khối đỏ này này, nó sẽ căn theo đường viền của thằng cha, với điều kiện là thằng cha này nó phải có một cái position relative, fixed, absolute, vân vân, miễn là khác static là được. Ok nhỉ? Vậy thì trong trường hợp nếu như mà cái khối parent này không có position, vậy thì nó căn theo thằng nào? Có phải là căn theo window luôn không? Thực tế nó không phải nha. Mà chúng ta sẽ nên lưu ý rằng nếu như ở đây thẻ child của chúng ta sẽ căn theo parent. Trong trường hợp parent mà nó không đáp ứng được cái điều yêu cầu là gì? Không không có cái position là relative hay là fixed hay là absolute ấy, thì nó sẽ căn theo trẻ cái thẻ child mà nó to hơn. Ở đây có thể nói đến là cái thẻ body. Được chưa? Nhưng mà vấn đề là với điều kiện body cũng phải có position cơ. Đúng không? Như ở đây mình thấy là body ở đây chúng ta không có position. Đúng không ạ? Đấy, thì bắt đầu là cái ông deep deep child này này. Ông ấy sẽ căn với cái khối to hơn nữa, tức là khối HTML. Cái thẻ HTML ấy. Và người ta lại xét tiếp là HTML có position hay không. Đúng không? Thì chúng ta thấy là không có CS nào trang trí cho cái thằng HTML này có position cả. Vậy thì tất cả thằng cha mà không có thì nó sẽ căn theo cái khung màn hình. Ok nhỉ? Rất đơn giản thôi. Giả sử ở đây mình sẽ cho anh em demo này. Giả sử là mình sẽ cho một cái gọi là parent 2. Anh em nhìn nhá, cái parent 2 của mình sẽ cho parent 2 ở đây to ra. Và các bạn nhìn thấy parent 2 không ạ? Rồi, bây giờ mình sẽ căn theo khối bên phải nhá. Rồi, mình sẽ cho cái khối chai này căn theo bên phải là right. Các bạn nhìn đấy, nó không căn theo parent 2. Đơn giản là parent 2 không có position, đúng không? Điều gì xảy ra nếu như mình thêm position cho parent 2? Position bất kỳ, đúng không? Relative cũng được, absolute cũng được, mà fixed cũng được, được chưa? Và các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ căn theo parent 2. Miễn là cái thằng cha đấy, bao lấy cái khối đỏ này, được chưa? Mà có position thì nó sẽ căn. Ok chưa? Đấy, một lưu ý là như vậy. Còn nếu trong trường hợp tất cả các khối cha này không có thì nó sẽ căn theo khung màn hình, bốn cạnh của khung màn hình, thì đó là đặc điểm của
position absolute. Ok, vậy thì chúng ta nắm rõ rồi thì chúng ta có thể làm được một cái bài tập như sau. Mình sẽ xóa cái bài tập này đi. Chúng ta sẽ thiết kế một cái khối nha. Bài tập mình sẽ đưa ra là như sau. Chúng ta sẽ tạo ra một cái thẻ này, cái hình ảnh này. Hôm trước thì mình có tải ảnh về một nhóm nhạc Blackpink đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ thử làm một cái bán vé đúng không? Ví dụ như ở đây mình ghi là siêu giảm giá đúng không? Ví dụ là 1 triệu còn với 500 chẳng hạn. Ok chưa? Thì anh em sẽ làm như sau. Mình sẽ tạo ra một cái khối, mình sẽ gọi là vé, gọi là ticket. Rồi, bên trong ticket này thì mình sẽ cho một cái hình ảnh lên, đúng không? Hình ảnh thì mình sẽ cho img. Img tắt ra này. Rồi hình ảnh này, search này, hình ảnh này. Đấy, Blackpink này. Rồi. Và mình sẽ cho hai cái dòng dòng này mình ghi là giảm giá đi. Giá gốc. Đấy. Mình sẽ để là 2 đồng. Được chưa? Đấy, thế còn đây là mấy đồng đây? Khả năng là 1.5 đồng. 1 đồng đi. Ok ạ. Thì khi hình ảnh này các bạn sẽ nhìn thấy là cái giao diện của chúng ta nhảy đúng không? Ok chưa? Vậy thì nếu mà hình ảnh này thì bây giờ làm sao để cho một cái dòng chữ như là sale, đúng không? Sale 50%. Rất đơn giản thôi, chúng ta sẽ cho vào đây, dưới đây là sale span, đúng không? Sale 50%. Các bạn nhìn thấy không? Nhưng mà ở đây các bạn nhìn thấy này. Đấy. Cái khối sale 50% này như ở đây mà mình muốn cho nó có một cái giao diện là luôn luôn bám theo cái tấm ảnh này, các bạn nhìn thấy không ạ? Thì mình sẽ làm như sau, rất đơn giản. Các bạn có thể hình dung là cho tấm ảnh này mình mở ra, hoặc là mình sẽ bao lấy cả hai cái khối này là một cái thẻ div. Đấy, và mình sẽ để đây là class parent chẳng hạn. Áp dụng như vừa rồi ấy, đúng không ạ? Đấy, còn đây là sẽ là child, các bạn nhớ không ạ? Các bạn có thể đổi tên phần class này nhá. Tuy nhiên thì mình lấy ví dụ như vừa đấy để anh em dễ hiểu. Ok ạ. Và chúng ta cùng thấy này. Rồi. Ở đây, khối này đã lên rồi đó. Thì bây giờ khi mà để position thì các bạn tưởng tượng ấy, với position absolute thì nó sẽ giống như là cái phần tử giảm giá của chúng ta sẽ được như là một cái phần giấy ghi nhớ ấy. Nó sẽ dán ở trên tấm ảnh này. Ok không ạ? Rồi ok, mình sẽ cho một cái là parent. Image. Width 50%, 100% này. H 100%. Object fit cover. Là cái làm cho tấm ảnh nó căng ra, được chưa? Ok. Đấy, hơi mờ đúng không? Các bạn có thể cho cả cái khối thẻ ticket này. Width tầm khoảng là 300 pixel thôi. Ok chưa? Rồi mình sẽ cho cái khối sale này, nó sẽ ở góc này đi, sáng tạo lên một tí đúng không? Cho góc này. Thì ở đây nó sẽ là cho position absolute, cho cả cái khối khối parent này là relative đúng không? Và đồng thời cho khối này là top 0, bottom 0. Được chưa? Rất đơn giản. Ngoài relative ra thì các bạn có thể là cho cái khối này position absolute cũng được, thoải mái. Đúng không ạ? Bất kỳ motion nào. Top mình sẽ để là tầm khoảng 10 pixel đi. Và right 10 pixel. Đó, chúng ta sẽ được nhảy rồi. Ok chưa? Siêu 50%. Đúng không? Còn lại trang trí background thì quá đơn giản rồi. Ok chưa? Đó. Vậy thì điều này các bạn để ý nhá. Cái nội dung này nó giống như một cái tờ giấy nhớ dán lên cái tấm ảnh đúng không? Thì điều gì ở đây xảy ra nếu như ở đây mình sẽ cho thêm một cái thuộc tính nữa là Z-index. Z-index có nghĩa là nó sẽ sắp xếp là cái giấy gọi là cái banner, tức là cái tấm gọi là cái miếng dán ấy, nó sẽ được dán lên trên hay là dán xuống dưới, đúng không? Ở đây mình sẽ cho Z-index, mặc định tất cả các phần tử nhé, Z-index của nó sẽ bằng 0.
Vậy thì nếu như ở đây mình để là Z index trừ 1 thì có nghĩa là cái giấy giấy nhớ của mình ấy, cái giá 50% ấy, nó đang đang bị tấm ảnh nó đè lên trên. Ok ạ? Đấy. Nhưng mà ngược lại chúng ta để là 2 thì cái phần sơn 50% nó sẽ được dán đè lên tấm ảnh. Z index sẽ quyết định được là cái vị trí là à cái miếng dán nào sẽ dán lên trên hay là xuống dưới. Ok nhỉ? Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái bài gọi là thiết kế một cái tấm vé, đúng không ạ? Tất nhiên là các bạn muốn trang trí nó đẹp hơn thì có thể dành ra chi tiết nhá. Ngoài ra thì các bạn đang muốn làm cái sản phẩm nào cũng như là cần phải tìm hiểu về cái position nào thì comment ở phần bình luận bên dưới nhá. Ok.